Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết Giáp Thìn năm 2024, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Tây Ninh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoạt động. Chăm lo Tết là tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ thời bình. Những hoạt động nổi bật này sẽ được chúng tôi thông tin trong vài phút tới. Để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi phần tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, vừa qua đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có chuyến công tác và thăm các đơn vị lực lượng vũ trang Tây Ninh đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm động viên kiểm tra hoạt động chuẩn bị đón Tết và trực sẵn sàng chiến đấu của các chốt dân quân thường trực, biên giới, đồn, trạm biên phòng trên địa bàn huyện Châu Thành. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần và sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực và cán bộ chiến sĩ biên phòng trong xây dựng trụ sở ngày càng khang trang sạch đẹp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, hai lực lượng cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới được phân công quản lý, bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Thăm động viên các hộ gia đình điểm dân cư liền kề, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các hộ dân khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất là điểm tựa tinh thần để cán bộ chiến sĩ các lực lượng trên tuyến biên giới thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Dịp này, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến chân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Sư đoàn Bộ binh 5. Nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, khéo léo của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, quân dân bền chặt, cổ vũ mạnh mẽ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên tuyến biên giới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Vừa qua, tại huyện Châu Thành và huyện Tân Biên, công đoàn phụ nữ, thanh niên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình Kết nối biên cương một phòng yêu thương. Đây là một chương trình mới mang ý nghĩa sâu sắc mà các tổ chức quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện nhằm chia sẻ giúp đỡ các em học sinh và nhân dân vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn, thêm động lực và ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, ra sức học tập và lao động sản xuất, ổn định đời sống gia đình, hăng hái tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương. Tôi xin thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tân Biên xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của các chị trong Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, rồi các chị là mạnh thường quân đã tạo những cái phần quà thật sự có ý nghĩa để cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn có một cái Tết ấm no, đầm ấm và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Với 40 suất học bổng dành tặng cho các em học sinh và 50 phần quà tặng cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tuy không nhiều nhưng chứa đựng tấm lòng của hậu phương người lính đối với những người còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống vùng biên giới, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ giữ gìn và phát triển, đã không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người mà còn thể hiện nét văn hóa của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các đồng chí, đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, vừa đón Tết vừa thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tập trung vào vùng biên giới nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Quá trình triển khai, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ sáng sớm ngày 3 tháng 2 năm 2024, một ngày hết sức đặc biệt khi tiếng cười rộn ràng của nhân dân và của những em học sinh ở những nơi biên giới mà lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đóng quân lại được vang lên trong niềm vui sướng hân hoan chào đón.
Bởi ở đây, những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa trong chuỗi chương trình Kết nối biên cương, một vòng yêu thương nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 và chào đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Bên cạnh đó, những gian hàng rau sạch quân sự đã được các chiến sĩ đại đội bộ binh 40, ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo để gửi đến bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Toàn tỉnh với hơn 30 gian hàng rau sạch quân sự đã có gần 2.100 kg rau sạch và nhiều nhu yếu phẩm khác được gửi đến bà con nhân dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, cán bộ chiến sĩ trong quân đội luôn giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Do vậy, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn mong muốn được chia sẻ yêu thương, chung tay góp sức với những người còn nghèo khổ, khó khăn trên địa bàn bằng những bó rau tươi sạch do chính bàn tay bộ đội trồng nên. Chính vì vậy mà ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành đã tổ chức ra mô hình rau sạch quân sự để gửi đến bà con những bó rau, góp phần làm vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, tô thắm thêm phẩm chất cao quý của Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Cùng với chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang Tây Ninh còn phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng tổ chức chương trình Tết Quân dân Xuân Chiến sĩ tại xã Phước Chỉ. Chương trình phối hợp hoạt động đã được cấp ủy chính quyền địa phương hết sức ủng hộ với tinh thần trách nhiệm cao, người dân hoan hỷ chào đón và nhiệt tình tham gia. Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Đặc biệt năm nay, ngoài việc trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình Ăn Tết cùng nhân dân. Đây là một mô hình mới mà sau 8 lần tổ chức triển khai thực hiện. Chương trình Tết Quân dân Xuân Chiến sĩ thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn của tỉnh Tây Ninh tổ chức đến nay đã 8 kỳ, đã đem lại nhiều cái hiệu quả và ý nghĩa chính trị sâu sắc. Hôm nay tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi tuyến đầu của Tổ quốc Phước Chỉ, chương trình Tết Quân dân Xuân Chiến sĩ được tổ chức với nhiều cái hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đã góp phần làm cho mùa xuân, mùa Tết cổ truyền của dân tộc thêm đa dạng, phong phú, thể hiện tình yêu thương của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh, của cấp ủy chính quyền địa phương của thị xã Trảng Bàng, đã góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và thị xã Trảng Bàng đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và đồng hành, giúp đỡ, yêu thương đồng mục để lực lượng vũ trang của tỉnh luôn trưởng thành, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nét sôi nổi trong hoạt động là hội thi gói bánh tét ngày Tết. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên và cũng là một nét văn hóa của người Việt Nam mỗi khi xuân về Tết đến. Vào đúng ngày 30 tháng Chạp, tức 30 Tết, nhà nhà lại tổ chức gói bánh và ngồi quây quần bên bếp lửa để cùng mong chờ một mùi nếp chín. Nét văn hóa ấy đã in đậm vào nhiều thế hệ của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong chuỗi hoạt động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Trảng Bàng tổ chức gói bánh tét trước Tết đã tạo ra một bầu không khí không còn xa lạ với mỗi người, đặc biệt đã tạo ra một không gian gần gũi, ấm cúng đối với những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Đối với Hội Phụ nữ thị xã thì sẽ tổ chức hội thi gói bánh tét và tổ chức tại Đại đội Bộ binh 54 của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Trảng Bàng. Về cái tình nghĩa quân dân thì được thể hiện rất là rõ trên cái gương mặt của tất cả các chị hội viên phụ nữ cũng như là các chiến sĩ trong đội thi. Trong cái tổ chức hội thi thì cũng rất là nhộn nhịp, thì đối với các chị hội viên thì các chị cũng rất là hăng hái trong cái việc mà cùng tham gia với các chiến sĩ. Thì trong cái tổ chức hội thi này thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã thì cũng đã được tổ chức hàng năm, và đặc biệt là năm nay thì trong cái kế hoạch phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như Ủy ban nhân dân thị xã thì cái hoạt động này thì Hội Phụ nữ thị xã cũng đã tiếp tục để thực hiện với cái ý nghĩa là Tết cổ truyền về cái phong tục của người Việt Nam là bánh tét ngày Tết.
Thì đó cũng là một cái hoạt động mà Hội Phụ Nữ Thị xã cảm thấy rằng là rất là có ý nghĩa. Cùng với các chiến sĩ Tết đến xuân về thì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thị xã cũng xin gửi lời chúc đến các anh chiến sĩ nơi biên giới có một mùa xuân thật là vui vẻ, đầm ấm và cũng là luôn hoàn thành nhiệm vụ tốt, cái nhiệm vụ của mình. Với phương châm, chăm lo Tết là tình cảm trách nhiệm của người chiến sĩ thời bình, đời sống của cán bộ chiến sĩ mà đặc biệt là nhân dân vùng biên giới đã có những thay đổi tích cực, niềm tin vào con đường đi lên chế độ xã hội chủ nghĩa mà đảng và nhân dân đã lựa chọn. Một lần nữa khẳng định sự sáng suốt, tài tình mà đảng ta đã theo đuổi và phấn đấu suốt gần một thế kỷ qua. Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn mãi là quân đội của dân, vì nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, chương trình Quốc phòng Toàn dân hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt.